Sữa rửa mặt Le Merke hiện nay bán rất chạy trên thị trường. Mỹ phẩm Le Merke có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam. Đây là dòng mỹ phẩm cao cấp sản xuất dựa trên công nghệ mới nhất của Hàn Quốc. Vậy sản phẩm của Le Merke có thực sự tốt không? Khách hàng có nên dùng sữa rửa mặt của Le Merke không? Cùng tìm hiểu trong bài viết đánh giá chi tiết dưới đây nhé. À, thông tin về thương hiệu mỹ phẩm Le Merke. Một thương hiệu Le Merke là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp thuộc tập đoàn Le Merke Group. Đây là công ty của Việt Nam, hiện nay bà Đỗ Kim Yên là đại diện thương hiệu mỹ phẩm Le Merke. Tất cả các sản phẩm của Le Merke đều sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với máy móc nhập khẩu tiên tiến nhất. Tất cả các nguyên liệu sử dụng đều được chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn tuyệt đối cho người dùng. Không gây kích ứng da tính. Tới thời điểm này, Le Merke phủ sóng trên khắp cả nước, hơn 100 hệ thống spa áp dụng các sản phẩm của Le Merke trong quá trình chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. 2. Các dòng sản phẩm Le Merke. Mỹ phẩm Le Merke được chia thành 6 dòng chính, bao gồm khoảng chừng 20 sản phẩm. Cụ thể, các sản phẩm chăm sóc da, Le Merke có sữa tẩy trang, tôn, tẩy da chết và sữa rửa mặt. Các sản phẩm dùng để điều trị, detox, thải độc da, lăn mụn đầu đen, gel giảm cân, kèm mờ nám và tinh chất trị mụn. Các sản phẩm bảo vệ da, kem phê lạnh, kem chống nắng sinh học, các sản phẩm dưỡng da. Viên siêu dưỡng chất, serum hạt vàng, mặt nạ thạch anh, mặt nạ bụi vàng, kem dưỡng da ban đêm. Serum tinh thể, các sản phẩm chăm sóc body, sữa tắm, kem dưỡng da body ngày, đêm, tắm trắng khô. Đồ trang điểm, phấn, son, kem phê lạnh. Trong rất nhiều sản phẩm của Le Merke thì không hẳn mặt hàng nào cũng tốt đâu. Nhưng mình thấy sữa rửa mặt Le Merke bán khá chạy trên thị trường, nên mình đã quyết định tìm hiểu. Mua và dùng thử để đánh giá khách quan. Nếu bạn nào đã và đang phân vân về sản phẩm này, hãy tham khảo bài viết dưới đây ngay nhé. B. Review chi tiết sữa rửa mặt Le Merke có tốt không? Hầu hết khách hàng lần đầu biết đến Le Merke đều sử dụng sữa rửa mặt trước tiên. Loại sản phẩm này có gì hấp dẫn đến vậy? Thiết kế, công dụng và hiệu quả sử dụng ra sao? Hãy cùng đánh giá từng chi tiết một nhé. Cụ thể, một, thiết kế của sản phẩm sữa rửa mặt Le Merke có dung tích 150ml với thiết kế khá bắt mắt. Em này chỉ có hai màu chủ đạo, tông màu trắng kết hợp với xanh đậm thôi, nhìn đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và tinh tế. Sản phẩm của Le Merke có thiết kế đặc biệt, không giống với nhiều loại sữa rửa mặt thông thường trên thị trường hiện nay. Em này gây ấn tượng với thiết kế đầu cọ silicon thông minh, chúng được thiết kế mềm mịn, không làm tổn thương da và giúp bạn lấy đi tất cả các loại bụi bẩn bám trong lỗ chân lông ở những vùng khó động tay vào nhất. Sản phẩm còn đi kèm nắp đẩy ở phần đầu cọ, có thể vệ sinh và bảo quản sữa rửa mặt một cách dễ dàng. Khi dùng, bạn chỉ cần mở nắp, nhấn nhẹ đầu cọ, sữa rửa mặt sẽ tiết ra đầu cọ, bạn làm ướt mặt rồi thoa nhẹ và đều lên da mặt là ok. Sau khi dùng xong, chỉ cần rửa sạch qua nước, đậy nắp và bảo quản cẩn thận là được. 2. Thành phần, sữa rửa mặt Le Merke có thành phần 100% là các tinh chất tự nhiên, nguồn gốc thực vật như bạc hà chứa nhiều dưỡng chất, có tính kháng khuẩn cự cao, tác dụng loại bỏ mụn, se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm và làm mờ vết thâm, tinh chất trà xanh, phục hồi thương tổn trên da hiệu quả. Dưỡng chất từ dâu tằm, giúp da sáng mịn, kiềm dầu trong khoảng 8 tiếng. Ngoài ra, trong thành phần em này còn có một số dưỡng chất khác như water, propylene, zircon, polysorbate 2, chiết xuất nha đam, glucoside từ trái dừa, chúng đều là những chất an toàn cho da. Không gây kích ứng da. 3. Công dụng của sản phẩm. Ngoài tác dụng làm sạch da như các sản phẩm sữa rửa mặt trên thị trường thì sữa rửa mặt Le Merke có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Cụ thể, làm sạch sâu, nhờ có thiết kế cây cọ silicon nên sản phẩm có thể dễ dàng làm sạch mọi lớp bụi bẩn. Lớp trang điểm, bã nhờn tích tụ ở mọi ngóc ngách trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng cánh mũi. Đây là một loại sữa rửa mặt sạch sâu bán rất chạy trên thị trường, kiềm dầu và bã nhờn. Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng sữa rửa mặt Le Merke là khả năng kiềm dầu và làm sạch bã nhờn cực tốt. Bạn chỉ cần dùng cây cọ thoa một ít sữa rửa mặt, massage đều lên da, một lớp bọt đờ mạt sẽ được tạo ra và hút sạch dầu nhờn trên khuôn mặt bạn, giúp khuôn mặt thông thoáng nhất có thể. Nếu bạn đang tìm một loại sữa rửa mặt kiềm dầu thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Ngừa và trị mụn hiệu quả, dầu chính là nguyên nhân khiến da bị mụn và lỗ chân lông to. Với công dụng chính là làm sạch và kiềm dầu, Le Merke còn là sữa rửa mặt ngừa mụn và trị mụn hiệu quả nữa. Da mặt được làm sạch, lỗ chân lông khô thoáng, mụn cũng biến mất luôn nhé. Dưỡng trắng da, sáng và khỏe. Thực tế, công dụng làm trắng da của sữa rửa mặt Le Merke chỉ làm trắng bề ngoài thôi.
chứ không phải kiểu trắng hồng hào từ bên trong, nhưng nếu làn da mặt không sạch thì nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy hơi đen đen và sạm lại. Do đó, việc dùng sữa rửa làm sạch sâu là điều cần thiết chắc chắn, chúng sẽ giúp da bạn sạch bụi bẩn và trắng sáng hơn. 4. Có nên dùng sữa rửa mặt Le Mer Care không? Ưu điểm, có thể dùng được cho mọi loại da. Người da dầu, đây là sữa rửa mặt tốt nhất dành cho da dầu rồi nhé, chỉ cần sử dụng 3 lần một ngày là da sẽ luôn khô thoáng. Không nhờn, da nhạy cảm, những đối tượng có làn da nhạy cảm khó tìm sữa rửa mặt phù hợp. Nhưng với Le Mer Care các bạn có thể yên tâm, đối với những làn da còn lại, da hỗn hợp thường khô, đều có thể sử dụng sữa rửa mặt với tần suất 2 lần một ngày để làm sạch mặt trước khi dùng kem và dưỡng da. Đầu cọ silicon siêu mềm mịn, dưỡng chất thấm sâu hơn, khuếch tán tốt hơn, làm sạch sâu hai vùng cánh mũi cũng khá đơn giản. Thành phần bạc hà mát lạnh, an toàn cho da, không gây kích ứng da, hiệu quả sử dụng khá tốt. Sạch sâu, ngăn ngừa mụn xe khít lỗ chân lông, giúp da trắng sáng và mềm mịn. Nhược điểm, giá thành hơi cao so với các sản phẩm sữa rửa mặt trên thị trường. Giá sữa rửa mặt của Le Mer Care 150ml giá khoảng 300k. Dùng được trong vòng 2-3 tháng, cảm nhận cá nhân khi sử dụng. Hiện nay, trên thị trường sữa rửa mặt này có 2 loại. Một là sữa rửa mặt bạc hà kiểm da, một là sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm. Bạn có thể chọn sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của mình. Bản thân mình thích dùng sữa rửa mặt Le Mer Care bạc hà hơn, dù da mình không phải da dầu, em này có khá nhiều bọt. Cảm giác lớp bọt đang hút dầu che da mặt mát mát, phê phê, mặc dù thế, mình không ngửi thấy tí mùi bạc hà nào trong lớp bọt. Có thể mùi nó không gắt, chỉ hơi thoang thoảng, the thé, nói chung mỗi lần rửa mặt là khá thích. Sau khi dùng xong cảm thấy vừa sạch vừa thơm, thích hợp với da dầu nhất năm, nên mua sữa rửa mặt Le Mer Care chính hãng ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị phân phối sản phẩm này, tuy nhiên tình trạng hàng giả hàng nhái tràn lan nên các bạn cần phải cẩn thận. Bạn hãy đến những địa chỉ spa chính hãng để mua sữa rửa mặt Le Mer Care, hoặc cách nhanh nhất là đặt trên các trang thương mại điện tử uy tín như Sendo, Adaiwa, Shopee, chúng thường có nhiều chương trình khuyến mãi mà hàng chất lượng tốt nữa. 5. Sữa rửa mặt Le Mer Care giá bao nhiêu? Hiện tại, sữa rửa mặt Le Mer Care có mức giá khoảng 280.000 đồng đến 300.000 đồng, hộp nhìn chung sữa rửa mặt Le Mer Care kiềm dầu và ngăn ngừa mụn tốt, dù giá có hơi cao một chút nhưng bù lại hiệu quả sử dụng rất cao. Vì vậy đây là một sản phẩm đáng để mua đấy nhé.